Xin chào anh em ở trên hội máy cài nha anh em, máy cài, hội máy cài của Việt Nam mình từ Bắc vào Nam luôn. Em giới thiệu mặt hàng này, em giới thiệu anh em cái mặt hàng mà em đang phục hồi cho ông khách đây. Anh em nhìn hội máy cài, anh em nhìn biết không? Thằng này con Isuzu 7000 nha anh em, 7000 mấy đó. Cái lồng đèn nha, lồng đèn bị lồng đèn đùi, lồng đèn đùi của máy cài. Anh em nhận phục hồi cô cho anh em băng lên nha. Đây em quay cận cho anh em xem nha. Anh em thấy không? Đây, ok chưa? Nó dưới anh không thấy được bằng là điều. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Cái lồng đèn nha, em phục hồi bằng là điều. Tại nó dưới trong đó không thấy được bằng là điều nha anh em. Em nhận phục hồi bằng là điều cho anh em nha. Đây bằng đây. Đây bằng ghim của đồ ghim này. Này là cái cục mặt hàng này, cục sắt này của ông khách ở Bùi Xuân Đạt. Mời anh Bùi Xuân Đạt ở Đắk Lắk vô xem nè. Anh Đạt ở Đắk Lắk. Anh Đạt ở Đắk Lắk đâu xem nha. Sáng giờ em làm cho anh cũng được nhiều đồ. Giờ buổi chiều em rảnh em quay phim cho anh em xem nha. Em giới thiệu cái mặt hàng em. Đây là cái lồng đèn của đùi máy cài 7000. Em nhận phục hồi băng lanier cho anh em nha. Anh em nhìn thấy không? Đây, to lên đây. Anh em xem hài lòng chưa? Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Em phóng to lên cho anh em xem. Ok cho anh em. Anh em xem hài lòng ủng hộ nha. Mặt hàng này là nó rất là đắt tiền. Anh em giới thiệu nên mặt hàng này rất là đắt tiền. Cái lồng đèn này rất là đắt tiền anh em. 7000 nó Isuzu 7000 nha anh em. Rất đắt tiền. Anh em cứ ai có bị tụt băng lên nè. Tụt băng này. Anh em cứ gửi cho Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. Đây mời anh Đạt ở Đắk Lắk vô xem nha. Anh Đạt ở Đắk Lắk vô xem. Anh Bùi Xuân Đạt ở Đắk Lắk. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Rất nhiều mặt hàng của anh em gửi rất nhiều nhiều. Em nói rất nhiều là rất nhiều. Cảm ơn anh em gần xa. Đây em giới thiệu thêm đây. Đây là mấy cái nhông đùi. Anh em thấy không? Rất nhiều mặt hàng của anh em gửi. Rất nhiều của anh em đang làm cho anh em đây. Anh em cứ yên tâm, em đã nhận đồ của anh em là em sẽ làm cho anh em tất cả. Anh em cứ yên tâm, tại vì vấn đề vận chuyển rồi, đường xá xa xôi cho nên anh em thông cảm giúp em. Giới thiệu thêm một lần nữa nha, cái lồng đèn đùi của máy cài 7000. Anh em nào có nhu cầu làm Hoàng Mai anh được phục hồi băng lanier cho anh em. Đây là của anh Đạt ở Đắk Lắk. Số điện thoại của anh Đạt đây nha. Anh em nào có nhu cầu ở Đắk Lắk mà có nhu cầu phục hồi cái lồng đèn đùi giống như anh Đạt, có thể liên hệ với anh Đạt để sau khi em chuyển về ngoại xem cái độ bền của nó để anh em sử dụng nha. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Và anh em xem lần nữa nha, giới thiệu nha. Cái lồng đèn đùi anh em. Cái mặt hàng này rất là đắt tiền anh em. Thông báo em cái này là rất là đắt tiền. Cái lồng đèn này rất là đắt tiền anh em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. Buổi chiều anh em sức khỏe nha. Và anh Đạt vô xem cái mặt hàng của anh Đạt. Anh Đạt em đang làm cho Đạt. Em nhận phục hồi băng la cho anh em gần xa. Nông đùi mới cài nè. Đùi còn trước mới cài nè. Đủ à. Thấy chưa. Anh em nào có nhu cầu Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ anh em nha.